À, vâng, shop em lại gửi lời chào, lời kính chúc đến toàn thể các bác anh em đam mê đi săn bắn, đi rừng. Các bác đi xoay ếch, xoay cá, xoay cua. Các bác đi ban đêm anh em nhé. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái dòng đèn pin KM205. Đấy, phiên bản mới nhất của năm 2023. Lại giới thiệu đến các bác anh em nào đang quan tâm về cái dòng đèn pin siêu sáng này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng nhé. Là một cơ sở bán hàng online chuyên nghiệp, ship hàng là 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Anh em nhận hàng, các bác được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thân giá tiền. Đấy là quyền lợi của anh em. Anh em có thể kết bạn theo hai số điện thoại chính này hoặc các bác điện trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho anh em nhé. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết để anh em nào các bác mới chơi có thể tham khảo kỹ trước khi đặt hàng bên em nhé. Khi các bác nhận hàng về, các bác được quyền kiểm tra hàng, đấy, test thử ok thanh toán tiền. Phụ kiện của nó có những cái gì anh em nhé. Đấy, phụ kiện của nó có những cái này. Đây là cái vỏ hộp thôi nhá. Đấy, phiên bản đèn pin siêu sáng KM205 thôi nhá. Đây các bác nhá, hàng 5W. Đấy, hàng xịn sò cho nhá. Phụ kiện của nó có những cái gì các bác nhá? Đây em sẽ bóc ra và giới thiệu đến các bác. Đây là cái arc đèn, gọi là đèn ắc quy nhá. Đấy, đèn KM05 dùng bằng ắc quy. Khi các bác hết pin thì các bác sạc pin không nhá. Đây là cái cục sạc của nó này. Đấy, cục sạc của nó các bác nhá. Cục sạc này thì nó có cái lỗ cắm anh em nhá. Đây, cái lỗ cắm các bác nhá. Đây, cái này thì nó có cái chỗ lỗ này anh em nhá. Ở đây các bác ấy lên. Đấy, các bác ấy cái nắp này lên thì các bác cắm sạc vào đây các bác nhá. Đây. Đấy, sạc đây để các bác cắm nguồn điện 220V. Đấy, các bác hết pin các bác sạc pin nhá. À, dùng pin thì chắc là khoảng 10 tiếng, 12 tiếng mới hết pin các bác nhá. Đấy, đảm bảo các bác là nó có, đây là cái đèn này. Cái này hỗ trợ cho anh em đeo trên đội trên đầu. Đấy, đèn pin đội đầu cũng được anh em nhá, cầm tay cũng được. Đấy, rất là sáng. Đây, cái này để các bác đội đầu. Đấy, đây các bác cho vào đây cho các bác để đội đầu nhá. Đây. Nó có cái lỗ cắm vào đây cô nhá. Đây, lỗ cắm vào đây. Đây. Để các bác đội đầu anh em nhá. Đây. Đấy. Như này cô nhá. Đấy. Thì về cơ bản thì nó có hai màu cô nhá. Đây. Về hai màu. Thì cái lỗ để các bác bật đây cô nhá. Đây bật đây. Đấy, đây là màu, nó có loại màu vàng em nhá. Đấy, màu vàng. Đấy. Và một loại là màu trắng anh em nhá. Đấy, có hai màu thôi nhá. Về độ sáng, về ánh sáng thì nó có hai màu khác nhau anh em nhá. Đấy, có loại màu vàng còn có loại màu trắng. Đây là màu trắng này cô nhá. Đấy, và đây là màu vàng này. Đấy, nó khác nhau này. Đấy, màu vàng thì các bác đi xoay ban đêm rất là nhìn rất là rõ, còn màu trắng thì các bác có thể xoay được cả ngày cả đêm. Nói chung là nó có hai màu thôi nhá. Đấy, về giá cả thì bên em thông báo các bác là nó giá như nhau. Tại thời điểm này bên em đang bán với giá là 450.000 đồng anh em nhé. 450.000 đồng một chiếc đèn như này thôi nhá. Đấy, nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền. Đấy, giá rất là hợp lý cho anh em. Các bác dùng đi xoay cua, xoay cá, xoay ếch, xoay nhái đều được. Đấy, rất tiện lợi các bác đi xoay ban đêm nhá. Đấy, đây. Đấy, rất là sáng luôn nhá. Đấy. Các bác nào đang quan tâm về hai mẫu đèn này thì các bác có thể điện trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho anh em. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Em xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like không nhá. Một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết anh em nhá. Xin chào tạm biệt các bác.